Thưa quý vị, và phản ánh đến kênh VTC9 thì người dân ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết trong vài tuần trở lại đây, ở địa phương này diễn ra tình trạng rao bán đất nền khi chưa xong hạ tầng ở dự án khu dân cư Nam Thắng. Theo người dân, hiện dự án này vẫn là bãi đất trống, chủ đầu tư vẫn chưa tiến hành xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên, vài tuần qua trên mạng xã hội đã xuất hiện tình trạng rao bán đất nền. Người dân địa phương đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn tình trạng bán đất nền khi chưa xong hạ tầng trái quy định của pháp luật diễn ra trong thời gian qua. Bên cạnh đó, người dân cũng đề nghị làm rõ việc giao đất cho dự án khu dân cư Nam Thắng, thành phố Chí Linh đã đúng quy trình hay chưa, và đề nghị kênh VTC9 làm rõ sự việc trên, và chúng tôi sẽ sớm tìm hiểu, phản ánh trong các chương trình tiếp theo. Quý vị thân mến, và chúng tôi vẫn luôn mong muốn nhận được những câu hỏi thắc mắc và những phản ánh của quý vị khán giả. Và mọi thông tin quý vị có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ kênh VTC9, tầng 7, tòa nhà 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc là số điện thoại hotline 090 18 12 999.